Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mỹ Tư Cảnh Excel nhé. Hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một cái thông tin là có một bạn nhờ mình sửa giúp cái file của bạn ấy ở trong thực tế, mà cái trường hợp mà không copy được sheet đấy, thì chúng ta phải xử lý như thế nào đấy. Đây là một cái file mà bạn ấy gửi cho mình nhờ mình đấy, một cái bạn là file của học viên của mình gửi nhờ mình hỗ trợ. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xử lý nó như sau nhé. Bây giờ cái lỗi mà chúng ta gặp phải đó là chúng ta khi mà chúng ta copy sheet ấy, là nó bị lỗi các bạn nhé. Ví dụ bây giờ mình copy là đấy, các bạn bạn ấy chọn chuột phải là chọn mua copy đó, xong là chúng ta chọn create ở copy và chọn ok. Thì bây giờ nó hiện một cái thông báo lỗi như này các bạn này. Đấy, nó hiện thông báo lỗi như này. Bây giờ mình cứ chọn chọn Z này, xong nó lại hiện ra cái khác này, chọn No thì nó sẽ hiện như này, đúng không ạ? Cái trường hợp này là mình thấy là rất là nhiều người gặp phải rồi, rất nhiều người gặp phải đây các bạn thấy chưa? Mình cứ chọn Z này, No này, nó lại cứ hiện là không kiểu nào mà tắt nó được, tắt thì nó lại hiện một cái khác. Đấy, bây giờ mình gõ một cái ký tự mới ở đây, tức là nó ý nó bảo là cái tên này nó đã tồn tại rồi. Đấy, nó ý nó nói là như vậy. Thế bây giờ mình gõ một cái tên mới đấy. Tên mới. Xong thì sao? Mình chọn ok, nó vẫn cứ hiện như thế này. Đấy, không giải quyết được cách như vậy. Đấy, vậy thì làm thế nào? Đây này các bạn thấy nhá, nó cứ hiện hết cái này đến cái khác. Đấy, làm kiểu nào cũng không được đúng không ạ? Làm kiểu nào cũng không được. Đấy, cái lỗi này là rất nhiều người gặp phải rồi. Mình biết, mình trong quá trình mình đi làm thực tế, mình thấy rất nhiều người gặp phải cái lỗi này rồi, và họ không biết xử lý như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý nhé. Trước khi mình xử lý thì bây giờ mình cũng phải tắt cái này được cái đã, đúng không ạ? Tắt nó thì làm thế nào? Nếu mà các bạn mà gặp cái tình huống như này á, thì các bạn cứ chọn Z nhé, để cho nó sẽ chọn hết cái tên này đến cái tên khác. Các bạn cứ chọn Z liên tục, kể cả các bạn nhấn phím ESC là phím Escape đấy nó cũng không được đâu các bạn nhé. Các bạn nhấn liên tục nó cũng không được, không xử lý bằng cách như thế được đâu. Đó, các bạn chỉ còn cách là các bạn cứ chọn Z, chọn Z liên tục, và bao giờ nó chạy hết tất cả những cái lỗi đó thì thôi. Đấy, mình là Mr. Cảnh Excel các bạn nhé. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đó, mình chuyên dạy Excel, chuyên dạy tin học cho người đi làm nhé. Excel từ cơ bản đến chuyên sâu luôn, dành cho người chưa biết gì luôn mình cũng có thể dạy được nhé. Trong thời gian ngắn là có thể làm được. Đấy, bạn nào mà muốn học nâng cao thì cũng có thể là học tùy theo cái khả năng của học viên, mà mình sẽ dạy những cái kiến thức khác nhau các bạn nhé. Đó, để họ có thể tiếp thu được. Đó, thì bây giờ mình có một cái bạn học viên, bạn ấy gửi cho mình cái file này để xử lý cái lỗi này như vừa rồi đấy. Như các bạn thấy đấy, là mình đã tắt nó rồi, đúng không ạ? Đã tắt được nó bằng cách là các bạn, mình làm lại nhé các bạn nhé. Nó bị lỗi như vậy, mình xóa cái sheet này đi này. Đấy, bây giờ mình làm lại cho các bạn xem để nó gặp cái lỗi như thế nhé. Các bạn thấy là như là cái lỗi mà các bạn hay gặp đúng không ạ? Đấy, mình chọn copy nhé, chọn ok. Đấy, bây giờ nó hiện như này ấy. Nếu mà nó hiện lỗi như này này, các bạn cứ chọn Z thôi. Cứ chọn Z và chọn đến bao giờ nó hết thì thôi. Các bạn cứ chọn Z các bạn nhé. Nếu nó chạy hết thì thôi. Đấy, nó chạy hết thì thôi. Đấy, tức là nó chạy hết thì thôi, thì nó không còn cái thông báo đó nữa. Còn việc mà chúng ta phải xử lý làm thế nào để cho nó không có như thế nữa thì là cái bước mà mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó, mình tắt cái sheet này đi. Đó, rồi thì để mà xử lý cái lỗi này chúng ta làm như sau. Đấy, cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta không biết thì cũng khó khăn đúng không ạ? Đấy, bây giờ nhé, vừa rồi chúng ta copy, thế bây giờ giả sử chúng ta copy sang một cái file mới thì xem nó có bị không các bạn nhé. Các bạn chọn mu all copy này, phía trên này này các bạn chọn new book, các bạn chọn create a copy. Nếu mà các bạn chọn vào đây ấy, các bạn ok ấy, thì là nó sẽ ra một cái file mới bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa, không ảnh hưởng gì khi mà chúng ta copy sang một cái file khác thì không ảnh hưởng gì, đúng không? Chúng ta mình vừa rồi mình copy sang một cái file book 1 đây đúng không ạ? Đấy, book 1 đây, không ảnh hưởng gì đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái lỗi này nó xảy ra khi mà chúng ta copy mà cái sheet này nó vẫn nằm trong cái file đấy thì nó sẽ không được, nó sẽ lỗi như vừa rồi. Thì khi mà lỗi như thế thì chúng ta làm như nào? Chúng ta làm như sau nhé. Các bạn vào formula xong các bạn chọn name manager, thì cái hộp thoại này, name này nó hiện ra, các bạn nhìn thấy chưa?
Đấy là toàn bộ những cái lỗi 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 name này các bạn nhé, lỗi name này nó hiện ở đây này. Đấy, cho nên nó dẫn đến cái lỗi như thế. Bây giờ làm thế nào? Đơn giản là chúng ta hãy xóa những cái lỗi này đi. Đấy. Chúng ta xóa những cái lỗi này đi. Chúng ta chọn một cái tên bất kỳ, các bạn nhấn Ctrl A. Đấy. Nhấn Ctrl A. À, chúng ta không 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 cần Ctrl A được, không chọn được hết thì chúng ta làm thế nào? Đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta phải xóa thôi, nhưng mà nó nhiều quá như này thì xóa như thế nào? Đúng không ạ? Nhiều quá đúng không ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa như sau nhá, vì nó nhiều đúng không ạ? Còn nếu bình thường mà chúng ta muốn xóa thì đơn giản rồi, chúng ta cứ vào đây nhá các bạn nhá. Các bạn chọn delete này là xóa này. Đấy. Chọn delete là xóa. Đấy. Nhưng mà nó nhiều như thế này thì các bạn có thể là lọc này, lọc name with error này, các bạn thấy chưa? Đấy. Lọc name with error các bạn chọn nó. Đấy thì toàn bộ tên nó bị lỗi nó sẽ hiện ra cho các bạn. Nếu trường hợp các bạn muốn giữ lại những cái tên mà các bạn không muốn xóa nó đi thì các bạn lọc những cái tên đấy. Nhưng mà đây hoàn toàn nó bị lỗi hết các bạn nhé. Đây các bạn thấy chưa? Lỗi hết. Lỗi này xảy ra khi mà có một cái sheet nào đó nó đã bị xóa mất rồi. Nó bị xóa mất rồi. Đấy, nó lỗi rất nhiều lỗi. Nó xóa mất rồi, tức là nó không tìm thấy cái vùng tham chiếu đó nữa. Sheet xóa sheet này hoặc là xóa cái cột nào đó mà nó cái công thức đó nó có liên quan đến cái cột mà bị xóa đấy hoặc cái sheet bị xóa đấy thì nó dẫn đến cái lỗi này là lỗi tham chiếu nhé các bạn nhé. Đó. Thế thì vì bây giờ nó rất là nhiều như này thì mình không thể xóa thủ công được. Xóa thủ công chúng ta chọn từng cái và xóa một. Vậy thì chúng ta sẽ không thể xóa thủ công thì chúng ta sẽ xóa bằng cách nào? Đó. Thì mình sẽ gõ trên Google. Đấy, mình sẽ tìm một cái code xóa name trong Excel. Name hàng loạt đi, hàng loạt trong Excel. Đấy, các bạn lên Google các bạn gõ. Đấy. Code để xóa xóa name hàng loạt trong Excel. Đấy, để mình tìm cái code đấy nhé các bạn nhé. Hướng dẫn xóa name đúng không ạ? Đấy, tê, tiếng tiếng xóa name trong Excel. Xóa name trong Excel đấy, phụ thuộc cái từ khóa của chúng ta các bạn nhé. Đấy. Mình không muốn viết nó lâu ấy các bạn. Code macro xóa name trong Excel đây. Đấy, mình các bạn tìm thấy đến cái đoạn đấy nhá, các bạn tìm được cái code đó. Đây nhá. Đấy, đơn giản thế thôi, đoạn code này đúng không ạ? Đấy. Có rất nhiều các đoạn code. Đấy, nhưng mà mình thấy có nhiều nhá các bạn nhá. Đấy, mình dùng cái code này đi. Mình rất là thích cái huyền thoại GBE này các bạn nhá. Đấy. Rồi, thích rất là thích cái thành viên này. Rồi bây giờ nhá, mình sẽ sử dụng cái code đấy. Để sử dụng code đấy thì mình sẽ mở cửa sổ developer lên, mình chọn là Visual Basic các bạn nhé. Mình sẽ thêm một cái module mới bằng cách chuột phải vào bên này này, mình chọn là insert này, chọn là module này. Đó. Thì cái cửa sổ này nó hiện ra, mình xóa cái phần này đi và mình sẽ copy copy cái đoạn code này này, đoạn code của các cái tiền bối này, này. Đấy. Mình copy nó xong bắt đầu mình sẽ dán vào bên này. Đấy, chuột phải mình dán vào nó. Rồi. Tiếp theo là gì? Mình chạy code này thôi, đúng không ạ? Đấy, mình dán, mình thu cái này xuống. Bây giờ mình chạy cái code này. Đấy. Các bạn nhìn cái nút xanh ở trên này này. Mình chạy cái code này nhé. Đấy, nó hiện cái này đúng chưa? Mình chọn run này. Đấy. Nó đang xóa đấy các bạn ạ. Ok. Đấy. Bây giờ mình xem nhé. Xem nó xóa chưa nhé, vào formula các bạn chọn name manager này, thấy chưa, nó xóa hàng loạt luôn mà nó xóa hết sạch luôn cho chúng ta rồi. Bây giờ cái tên đó, toàn bộ tên ở trong đó đó đã bị xóa rồi thì tiếp theo nhé, bây giờ mình thử copy xem được không nhé. Mình chuột phải này, chọn mua copy này đấy, và mình tích vào create a copy này, chọn ok này. Đấy các bạn thấy chưa, nó sang một sheet mới và không còn bị lỗi nữa.
Thế thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản. Ở mình là Mr. Cảnh Excel nhé. Nếu mà bạn nào mà yêu thích cái clip này, các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, còn nếu bạn nào muốn giỏi một cái khóa Excel thì các bạn có thể là liên hệ với mình với thông tin ở trong cái video này. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.